cháu đi đâu vậy? Dạ, cháu đến nhà anh Ve ạ. Cháu đến nhà anh Ve làm gì? Dạ, cháu đến giúp anh Ve ạ. Ve sầu ca hát suốt mùa hè, mùa đông đói rét là đúng rồi cháu à. Dạ thưa ông, đúng là anh Ve hát suốt mùa hè, nhưng tiếng hát của anh ta đã... Thank you.